Diệp Lam Anh và chồng cũ 3 lần hòa giải ly hôn thất bại, tình trạng sức khỏe đang bị ảnh hưởng. Đại diện của Diệp Lam Anh cho biết, hiện tại nữ ca sĩ đang căng thẳng vì các con có nguy cơ sống xa nhau. Doanh nhân Đức Phạm mong muốn nuôi con gái lớn, trong khi Diệp Lam Anh muốn toàn quyền nuôi hai con. Đầu năm 2022, Diệp Lam Anh bất ngờ tuyên bố đã đường ai nấy đi với chồng thiếu gia. Sau khi ly hôn, nữ diễn viên làm mẹ đơn thân, một mình chăm sóc hai nhóc tỳ đáng yêu. Mới đây, đại diện truyền thông của Diệp Lam Anh nói với Tiền Phong rằng cô và chồng thiếu gia trải qua 3 lần hòa giải nhưng bất thành. Hiện tại, ca sĩ gốc Hà Thành và thiếu gia Nghiêm Đức chưa thống nhất vấn đề liên quan tài sản, việc nuôi con. Trao đổi với Tiền Phong, đại diện của Diệp Lam Anh nói, nữ ca sĩ mong được nuôi hai con. Diệp Lam Anh muốn được nuôi cả hai con vì không muốn chia cắt các bé sau khi ly hôn. Trong khi đó, chồng Diệp Lam Anh muốn nuôi con gái lớn. Cả hai cũng có chung một số tài sản như thương hiệu trà sữa, bất động sản. Sau quá trình hòa giải không thành, cả hai để pháp luật phân xử. Đại diện của Diệp Lam Anh nói, anh Đức muốn nuôi con gái lớn, còn tôi muốn được nuôi hai con. Các bé còn quá nhỏ. Việc chia cắt con sau khi bố mẹ ly hôn là hành động không mang tính nhân đạo. Tôi không yêu cầu người cha phải cấp dưỡng, nhưng sẵn sàng tiếp nhận hỗ trợ từ anh với mục đích góp phần nuôi hai con được tốt hơn. Về tài sản chung, chúng tôi có thương hiệu trà sữa và một số bất động sản nên cứ để pháp luật phân xử. Sau 3 lần hòa giải không thành, tòa gửi giấy triệu tập yêu cầu chúng tôi tới giải quyết vào chiều 28 tháng 9. Tuy nhiên, vì sức khỏe không tốt nên tôi vừa xin tòa hoãn xét xử sơ thẩm. Tôi muốn chuẩn bị tâm lý tốt nhất để có thể đấu tranh giúp hai con không bị chia cắt, Diệp Lam Anh bày tỏ. Sau 3 lần hòa giải không thành, tòa án triệu tập Diệp Lam Anh và doanh nhân Đức Phạm ra giải quyết vài ngày tới. Song vì sức khỏe không cho phép, nữ diễn viên xin hoãn phiên sơ thẩm. Đại diện truyền thông của Diệp Lam Anh nói cô muốn chuẩn bị tinh thần tốt nhất để đấu tranh, không để hai con bị chia cắt. Diệp Lam Anh kết hôn với thiếu gia Nghiêm Đức năm 2018. Sau một năm chung sống hạnh phúc, từ cuối năm 2019, hôn nhân của diễn viên bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Đôi vợ chồng trải qua 2 năm lục đục. Diệp Lam Anh từng cố gắng hàn gắn vì con nhưng không thành. Hồi tháng 1, cô nói chồng cũ của mình có người mới, cả hai cùng nhận thấy hôn nhân của họ không thể cứu vãn nên quyết định đường ai nấy đi. Cô đệ đơn ly hôn ra tòa nhưng không được thụ lý. Gần đây, khi tòa thụ lý đơn ly hôn của Nghiêm Đức, cả hai được triệu tập tới Tòa án Nhân dân quận Nhất, TP.HCM giải quyết. Diệp Lam Anh chia sẻ, những rạn nứt đầu tiên đến từ khi tôi mang bầu em bé thứ hai. Nhiều khi sự việc hôm nay không bởi một sai lầm cụ thể nào, nó là quá trình tạo nên vết rạn lớn và hai người trong cuộc đều buông xuôi, không muốn hàn gắn nữa. Hoặc cũng có những điều tác động vào, làm cho rạn nứt càng lớn hơn. Về thông tin liên quan đến người thứ ba, bà mẹ hai con trả lòng buồn bã. Tôi đã ra sức bảo vệ gia đình, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đánh ghen. Tôi cũng có đối diện gặp bạn đó để nói chuyện. Câu chuyện tôi muốn khẳng định ở thời điểm ấy là tôi vẫn sống trong gia đình chồng. Về mặt pháp lý, chúng tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp và bạn ấy đi với chồng tôi là sai. Nhưng tôi cũng không căng thẳng. Những điều cần xác nhận thì tôi đã xác nhận được. Thời gian qua, họ không gặp mặt, ít khi trò chuyện, chỉ nhắn tin hỏi ý kiến của nhau về việc học hành của hai con, Borin 4 tuổi và B-Boy 3 tuổi. Diễn viên sống cùng mẹ đẻ và hai con tại một căn chung cư cô thuê ở quận Bình Thạnh. Cô tập trung điều hành kinh doanh các thương hiệu về trà sữa, thời trang và quán bar. Ca sĩ cho biết dành nhiều thời gian gần gũi đưa hai con đi chơi và đều đặn về thăm ông bà họ hàng bên nội. Cô nói mình buồn vì không thể cho các con một tổ ấm đủ đầy, nhưng cô luôn cố gắng trở thành người mẹ tốt, yêu thương vô điều kiện và làm chỗ dựa tin cậy cho hai con. Diệp Lam Anh sinh năm 1989 tại Hà Nội. Trước khi trở thành ca sĩ diễn viên, cô có 6 năm là thành viên nhóm nhảy Beatles. Năm 2012, cô tham gia cuộc thi Hoa Khôi Thể thao nhưng không đoạt giải. Năm 2013, cô giành quán quân chương trình cuộc đua kỳ thú. Tháng 5 năm 2018, người đẹp chính thức lên xe hoa cùng doanh nhân Đức Phạm. Sau khi kết hôn, cô sinh hai nhóc tỳ và tập trung chăm sóc gia đình cùng chồng kinh doanh.